Sai kèo Canada với Morocco 22 giờ ngày 1 tháng 12 năm 2022, lượt 3 bảng F, World Cup 2022. Sau thất bại có phần đáng tiếc trước Bỉ trong ngày ra quân, Canada tràn đầy quyết tâm mang về điểm số khi đối đầu Croatia ở lượt trận thứ hai. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Canada đã tràn sang phần sân của đối thủ và nhanh chóng thu được thành quả là bàn thắng mở tỷ số ở phút 2 của Alfonso Davies. Tuy nhiên, đáng tiếc khi đó cũng là tất cả những gì mà đội bóng xứ sở lá phong làm được. Trong phần còn lại của trận đấu, đoàn quân của huấn luyện viên John Homan hoàn toàn thất thế trước nhà đương kim Á quân và phải vào lưới nhặt bóng tới 4 lần. Thua ngược Croatia với tỷ số đậm 1-4, Canada đã chính thức dừng bước và cuộc chạm trán Morocco sẽ là cơ hội cuối cùng để đại diện đến từ CONCACAF tìm kiếm điểm số đầu tiên. Nhưng muốn là một chuyện, thực hiện được hay không lại là câu chuyện hoàn toàn khác. So với Bỉ hay Croatia, Morocco rõ ràng kém xa về đẳng cấp cũng như danh tiếng. Nhưng sau hai màn trình diễn ấn tượng để mang về tới 4 điểm từ hai đội bóng nói trên, Morocco đã được giới mộ điệu nhìn bằng ánh mắt hoàn toàn khác. Thậm chí ở hai màn đọ sức Bỉ và Croatia, Morocco còn không phải nhận bàn thua nào. Tính rộng ra, đội bóng châu Phi đã bất bại 9 trận liên tiếp, trong đó bao gồm tới 6 chiến thắng. Thậm chí ở 6 trận gần nhất, Hakim Ziyech và các đồng đội đều đã giữ sạch lưới. Dù chỉ cần một kết quả hòa để giành vé đi tiếp nhưng với phong độ ổn định cùng khả năng công thủ toàn diện, sẽ chẳng ngạc nhiên nếu Morocco gieo sầu cho Canada. Với kèo châu Á Morocco chấp 0.25, anh em cân nhắc kèo trên. Chốt! World Cup 2022, nắm chắc được có tại sqlpham.com. Sắp vàng Qatar, tả ra nhận quà. Đắp thắng 1 cấp, tổng đề thưởng 3,5 tỷ đồng. Khuyến mãi 100% lên đến 1,5 triệu đồng. Kèo châu Á, Morocco chấp 0.25 full time. Trong hai lượt trận đã qua, Canada đều đã có những khoảng thời gian chơi rất ấn tượng và mang đến sự bối rối cho Bỉ cũng như Croatia. Tuy nhiên, vấn đề của Canada là họ không đủ khả năng duy trì sự ổn định trong suốt 90 phút. Nhìn chung, đại diện đến từ CONCACAF.